Thưa quý vị, dự luật HR 3172 còn hối thúc nhánh hành pháp Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp trừng phạt đã được quy định trong đạo luật Magnitsky toàn cầu và đạo luật tự do tôn giáo quốc tế bao gồm từ chối cấp thị thực và trừng phạt tài chính đối với các quan chức Việt Nam vi phạm. xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ Channel. À, thưa quý vị, nếu mà quý vị theo dõi trong cuối tuần vừa qua, qua những cái chương trình live mà Rachel đã làm như quý vị thấy ở đây đó, thì uh, Rachel đã cùng với một số những anh chị em khắp nơi trên nước Mỹ đã đổ về Washington để đi uh, vận động cũng như là ngày kỷ niệm ngày Nhân quyền Việt Nam. 29 năm thưa quý vị và cái ngày 11 tại tháng 5 đã chính thức được thông qua trở thành cái ngày um, gọi là ngày nhân quyền của Việt Nam một cái ngày rất là đặc biệt và kể từ năm 1994 đã được cựu tổng thống Bill Clinton đã ký cái đạo luật này trở thành luật. Um, nhưng mà thật ra có nhiều người không biết về cái điều này nha tại vì chính bản thân của tôi cũng không biết luôn. Thì tôi hỏi quý vị là có bao nhiêu quý vị không biết rằng là cái ngày 11 tới tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam thì quý vị để lại bình luận dưới đây nha. Rồi trong video này thì Rachel sẽ um, cập nhật lại một số điều mà Rachel thấy và biết và cũng như là uh, cũng nhờ báo chí cũng đã viết từng trình lại rồi cho nên uh, Rachel gom lại những cái điều này ở đây cộng với cái kiến thức của mình để mà chia sẻ cho quý vị để quý vị nắm rõ được. Tại vì um, cái điều mà ngày 11 tới tháng 5 xảy ra khá là thú vị để cho quý vị thấy được rằng cái sức mạnh của cộng đồng hải ngoại của mình ảnh hưởng đến chánh giới của chính trường Hoa Kỳ như thế nào. Chỉ trong một ngày vận động như vậy thì cái nghị quyết bắt buộc những người quan chức cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm khi mà vi phạm luật quốc tế là vi phạm nhân quyền nhóm dân biểu Mỹ ra dự luật nhân quyền nhắm vào quan chức Việt Nam và Bộ Công an đã được đăng trên VOA tiếng Việt. Thưa quý vị, bốn dân biểu Liên bang Hoa Kỳ vừa giới thiệu một dự luật lưỡng đảng nhằm buộc các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và cấm các khoản tài trợ cho Bộ Công an Việt Nam vì cho rằng bộ này đang thực hiện các hoạt động gián điệp các đồng chủ tịch ủy ban Việt Nam tại Quốc hội Mỹ Congressional Vietnam Caucus gồm các dân biểu Michelle Steele, Chris Smith, Lou Correa và Zoe Lofgren đã trình dự luật HR 3171 tại Hạ viện hôm 11 tây tháng 5, đúng vào ngày các nhà lập pháp Mỹ kỷ niệm 29 năm ngày nhân quyền Việt Nam. Và quý vị thấy đây là bà Michelle Steele một dân biểu liên bang mỹ đã cho biết dự luật này không phải từ một đảng nó là dự luật lưỡng đảng bốn thành viên quốc hội cùng giới thiệu dự luật mà chúng tôi gọi là đạo luật nhân quyền việt nam chúng tôi muốn rằng các quan chức việt nam phải chịu trách nhiệm vì những vi phạm nhân quyền trắng trợn này Dân biểu Love Green của đảng Dân Chủ, đại diện cho khu vực 18 ở tư bang California cho biết rằng đạo luật này sẽ giúp cung cấp cho người dân Việt Nam những công cụ và thông tin họ cần để đấu tranh cho sự thay đổi từ bên trong. Và nó sẽ buộc chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo. Bà Love Green còn nói rằng dư luật vừa mang lại lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ và vừa cho cả khu vực Ấn Đại Dương, Thái Bình Dương. Thưa quý vị, dự luật HR 3172 còn hối thúc nhánh hành pháp Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp trừng phạt đã được quy định trong đạo luật Magnitsky toàn cầu và đạo luật tự do tôn giáo quốc tế bao gồm từ chối cấp thị thực và trừng phạt tài chính đối với các quan chức Việt Nam vi phạm. Qua những cái điều này, quý vị Rachel thấy rằng là những tên quan chức Chabu uh, ở Việt Nam hiện tại là cũng đang teo đó quý vị. Teo cái gì tưởng quý vị nói đi nha. Đó, tại vì uh, theo Rachel được thấy thì uh, những người quan chức cấp cao Việt Nam uh, họ có con, có vợ, tài sản bên Mỹ này mà. Cho nên uh, là làm gì làm khi mà đụng đến túi tiền của tụi nó, tụi nó cũng sợ vậy. Và khi mà đụng đến... Uh, những cái quyền lợi của tụi nó ví dụ như là không cấp cho visa để vào nước Mỹ nữa sợ không sợ đó hay là con của mình đang đi học ở bên Mỹ bị trục xuất về sợ đó quý vị quý vị nghĩ sao ạ à? để là bình luận dưới đây nha giới tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng đảng này Phan Thông Hưng Đại diện Ban Tổ chức Ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5 tại Mỹ nói Đây là một chương mới, bắt đầu một hành trình Và chúng tôi có thể sẽ vận động bên thượng viên cho một dự luật tương tự Hồi tháng 2 năm nay, phản hồi yêu cầu bình luận của VOA Sau khi đồng chủ tịch nhóm Việt Nam đã tuyên bố về thúc đẩy nhân quyền Việt Nam Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam. Phía Việt Nam nói rằng họ sẵn sàng để mà trao đổi với Hoa Kỳ trong các khuôn khổ hiện có về vấn đề hai bên cùng quan tâm. Quý vị biết đó, nhà cầm quyền Việt Nam họ nói thì hay lắm mà làm việc thì chẳng ra cái gì hết. Giống ý cái thằng đại ca đó luôn là ông tàu nói thì hay, hứa thì nhiều nhưng thất hứa thì vô số kể. Chính vì vậy khi mà người ta nói về cái chế độ cộng sản là đừng bao giờ tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì nó làm. Cái câu này là muôn đời đúng quý vị ha. Rồi à, khi mà nói đến um, anh giáo sư tiến sĩ Phan Thông Hưng, à, hiện tại ông đang sinh sống ở tiểu bang Pennsylvania và người này rất là giỏi quý vị và rất là có tâm ra trường may mắn là trong cái thời gian hai ngày vừa qua mình đã ở đó làm việc cũng như là xem và mình hiểu được các anh chị làm việc như thế nào thì mình cảm thấy rất là nể phục những anh chị trong ban tổ chức ví dụ như là anh tiến sĩ phan thông hưng rồi đồng thời nữa thêm hai vợ chồng của bác sĩ À, David Trần nữa và trong cái ngày 11 tây tháng 5 này đó là chúng tôi đã chia ra từng nhóm mà mỗi nhóm như vậy có từ 3 đến 4 người và chia nhau để mà đi gặp những người dân biểu cũng như là những người thượng nghị sĩ để mà trình bày ở đây chúng tôi tập trung vào cái điều thứ nhất đó là đưa ra những cái bằng chứng và mình nói về Việt Nam vi phạm nhân quyền tự do tôn giáo như thế nào? Rồi cái thứ hai nữa là chúng tôi kêu gọi rằng là phải nhìn đến và đua Việt Nam trở thành cái nhóm cpc là country of particular concern là đua vào cái nhóm gọi là không có tự do tôn giáo và cần phải chú tâm đặc biệt hơn rồi đồng thời nữa nhấn mạnh với họ rằng chúng ta có cái đạo luật global manisky nhưng mà hiện tại quốc hội mỹ họ không có sử dụng nhiều đối với nhà cầm quyền việt nam cho nên yêu cầu họ sử dụng cái đạo luật global manisky act này rồi đồng thời một trong những cái điều quan trọng mà khi mà chúng tôi đi và cái mục đích đó là kêu gọi rằng khi mà cái đạo luật hoặc là cái nghị quyết về ngày nhân quyền Việt Nam là uh, quý vị thấy cái điều mà ông dân biểu ông Chris Smith và cũng như là bà Michelle Steele đã đưa ra như quý vị thấy ở đây thì chúng tôi kêu gọi là những người chính trị gia tại vì ngày hôm đó gặp hầu như cũng gần như là 50 người đó thì nói với họ rằng khi mà mang cái đạo luật này uh, ra để mà bỏ phiếu đó thì kêu gọi họ hãy bỏ phiếu để mà thông qua cái điều này. Nhưng mà quý vị thấy khi mà kêu một người, hai người, ba người, bốn người, năm người thì có thể nó nó có cái sự ảnh hưởng và cũng có thể không nhưng mà khi chúng ta kêu 10 người thì có thể có là nhưng cũng có thể không nhưng mà cái cơ hội nó cao hơn nhưng mà đằng này là 50 người kêu gọi cùng một cái vấn đề như thế này à, thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời do ban tổ chức đã tạo dựng được như vậy và quý vị thấy hình ở đây À, là bốn người dân biểu từ bên trái qua đây là ông Chris Smith rồi đây là bà Zoe Lovegreen và ông Low Korea và bà Michelle Steele trong đây thì một người đến từ tiểu bang New Jersey và ba người còn lại là đến từ tiểu bang California thì quý vị biết ở California người Việt của mình rất là đông đây cũng là một cái điều mà Rachel khuyên rằng những người dân ở Mỹ đó đến cái thời gian bầu cử thành phố bầu cử tiểu bang bầu cử liên bang quý vị phải ghi danh đi bầu quý vị khi mà chúng ta sống ở cái quốc gia trước đó là đất nước Việt Nam không được cái tự do để mà chúng ta đi bầu thì cái đó là chúng ta bị tước đi cái quyền của một công dân và một cái người sống ở một cái đất nước gọi là tự do bầu cử và bây giờ thì chúng ta sống ở nước mỹ và cái quyền cao cả nhất của cái việc là tự do hay là cái thể chế democracy đó là sử dụng cái lá phiếu của mình thì trong cái thời gian bầu cử thành phố của mình là tại địa phương của mình hay tiểu bang hay là liên bang là bầu cử tổng thống thì quý vị phải đi bầu phải đi bầu bây giờ đó nếu mà mình bầu mà cái người mình lựa chọn thắng tuyệt vời mà cái người mình lựa chọn mà không thắng đi nữa thì cũng vẫn tốt là tại sao khi mà mình ghi danh mình đi bầu như vậy thì cho những người chính trị gia địa phương mình biết là ở cái khu vực này đó có rất là nhiều những người việt nam đang sinh sống và họ sẵn sàng để mà đi bầu chúng tôi cần những điều này này chúng tôi cần a chúng tôi cần b chúng tôi cần c chúng tôi cần d thì những người này sẽ đáp ứng cái yêu cầu của mình và họ quan tâm đến cái sự lắng lo của cộng đồng của mình tại vì họ biết rằng nơi đây có phiếu bầu nhiều tại vì quý vị biết đó, những người chính trị gia mỹ đó họ tồn tại hay không là nhờ cái phiếu bầu chính vì vậy ở nơi nào mà có những người ghi danh đi bầu nhiều thì nơi đó họ sẽ đến để họ vận động quý vị thấy là tại sao có những nơi đó tết đến à những người dân biểu hay những người thượng nghị sĩ hay những người thống đốc người ta đi đến nơi của mình để họ tham dự rồi uh, thời gian lễ christmas hay là thời gian uh, lễ um, trung thu họ đến để mà họ tham dự đến chi họ cho mọi người thấy rằng chúng tôi ủng hộ cộng đồng của bạn nhưng mà để được cái điều đó thì quý vị phải cho người ta thấy ngược lại rằng cộng đồng của chúng tôi rất là đông À cho dù quý vị uh, bầu cử thắng hay không thắng cũng dĩ nhiên là mình thắng thì mình muốn hơn đúng không nhưng mà không thắng thì ít nhất là mình cũng đóng góp cái phần của mình vào trong cộng đồng của mình là tôi đã ghi dạch đi bầu quan trọng lắm nha quý vị cho nên là quý vị nhớ cái điều đó tại vì chính bản thân của tôi chỗ sống ở thời gian ở Mỹ cũng khá là lâu hai mươi mấy năm gần ba chục năm không có đi bầu hầu như cũng hai mươi năm rồi chỉ có thời gian sau này mới bắt đầu quan tâm về tình hình xã hội và chính trị thì mới bắt đầu đi bầu và khi mà mình đi bầu đó và mình càng tìm hiểu nhìn mình cảm thấy rất là cần thiết cho dù là cái lần thứ nhì mình đi bỏ phiếu bỏ phiếu cho tụ cụ tổng thống Donald Trump rồi tùm lum thứ xảy ra thì ổng không có thành công buồn không buồn chứ có thất vọng không có thất vọng chứ nhưng mà cái việc mà mình đi bầu vẫn phải tiếp tục đi bầu chứ mình không được vì thế mà tôi nản tôi không đi bầu là không được nha quý vị nha rồi bây giờ trở lại với chủ đề của ngày hôm nay Thưa quý vị, vào hôm 11 tây tháng 5 thì bà dân biểu Michelle Steele bà có trả lời phỏng vấn với đài VOA và bà có nói rằng là dự luật này không phải từ một đảng nó là dự luật lưỡng đảng bốn thành viên quốc hội cùng giới thiệu dự luật mà chúng tôi gọi là đạo luật nhân quyền Việt Nam chúng tôi muốn rằng các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì những vi phạm nhân quyền trắng trợn. Chuyện vi phạm này xảy ra biết bao nhiêu năm rồi. Chúng ta phải làm một cái gì đó về chuyện này. Bà dân biểu Michelle Steele đã cho biết rằng dự luật này còn giúp ngăn chặn các hành động tài trợ hay tiếp tục cho các bộ công an Việt Nam. Chúng ta phải cấm mọi khoản tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho bộ công an Việt Nam. Họ thực sự đang tham gia vào hoạt động gián điệp, tấn công không gian mạng, chúng ta buộc họ phải dừng lại tất cả những điều này. Ngoài ra chúng tôi cũng kêu gọi hạn chế hỗ trợ phi nhân đạo cho chính phủ Việt Nam cho đến khi đạt được các tiến bộ nhân quyền nhất định. Quá hay nha quý vị ha. Bởi vậy phải nói rằng á là người dân ở Việt Nam ngày hôm nay không có bị tụi cộng sản nó đàn áp nhiều như vậy nhờ cộng đồng hải ngoại đó. Quý vị đồng ý không ạ? tại vì nếu như mà những người cộng đồng hải ngoại ai cũng vô tâm hết công việc mình đi làm kiếm tiền lo cho gia đình đủ rồi chuyện khác bỏ mặt không để ý đến ở việt nam làm sao kệ ai bị đàn áp thì người đó có trách nhiệm phải đấu tranh cho mình thôi còn ở mỹ thoải mái rồi tự do rồi sướng rồi không quan tâm nữa thì người dân việt nam họ muốn bắt thì họ bắt họ muốn nhốt thì họ nhốt họ không có tự do tôn giáo quý vị thấy rồi một người um, linh mục ở con tâm ngay giữa nhà thờ đang làm lễ mà họ vào trong đó để mà họ ngăn cái thánh lễ chỉ vì rằng chưa xin giấy phép mà theo Rachel được biết nha ở cái vùng con tâm đó mấy cái người công an họ rất là bất dạy họ bắt người ta phải xin giấy phép thì mới được là làm những cái thánh lễ ở những nơi gọi là được cấp phép nhưng mà có một điều Rachel biết nữa và chính mắt mình thấy và tai mình nghe và mình được nói chuyện với người đó có chức vụ ở con tâm nha và người này nói cái việc mà xin giấy phép của tụi nó nó làm rất là khó thật ra cái thủ tục nó không khó nhưng mà cái tụi giải quyết hồ sơ nó làm rất là khó để làm chi để cho mình nản và đây là một cái cách để mà họ kiểm duyệt tự do tôn giáo họ không có muốn những người ở vùng con tum là những người thuộc về là những người thiểu số đó những người dân tộc thì họ không muốn những người này theo đạo cho nên đó quý vị thấy nếu mà chúng ta trở lại chỉ khoảng 2 năm về trước thì có linh mục trần ngọc thanh đang lúc mà ngồi giải tội ngay chỗ tòa giải tội thì bị một cái tên gọi là bị tâm thần đi vào đó để mà chém và À, linh mục này khi mà đưa vào bệnh viện cấp cứu thì chỉ vài giờ sau thì đã qua đời đó thì cái cái người mà đi chém người ta đó nó nói rằng là người này bị tâm thần nhưng mà cái câu hỏi rằng ủa nếu mà tâm thần rồi sao này cái người này làm sao rồi tự nhiên người này biến mất tích luôn ở cái khu vực đó không còn thấy luôn tại vì quý vị thấy là nếu mà thực sự đi tâm thần thì phải cho người ta đi khám hay là phải vô trại tâm thần để mà điều trị đúng không còn đằng này là biến bạc tích luôn thì quý vị biết là đây là một trong những cái chiêu trò mà cộng sản họ ưa xài chính vì vậy đó khi mà cộng đồng hải ngoại lên tiếng nhiều và cũng như là gây được cái sự chú ý cho những người chính trị gia ở Mỹ thì họ mới đưa ra những cái đạo luật như thế này để mà trừng phạt mấy cái thằng cha việt cộng chấp bu này nói đến mấy cái cha này mệt luôn quý vị nhiều khi mệt nhưng mà cũng phải nói tại vì bây giờ mình không nói thì quý vị thấy ở trong nước như thế nào một cái trách nhiệm một cái thánh giá tại sao mà quý vị thấy rằng là rachel làm chương trình lúc nào mình cũng đeo thánh giá trên cổ là như vậy thánh giá thánh giá nào chúa dành cho con thánh giá nào ngài muốn con mang trên đường dương thế thì chắc là chúa muốn rachel gánh một cái thánh giá đó là lên tiếng về nhân quyền cho Việt Nam Quý vị có ủng hộ ra không? Hay là quý vị cảm thấy chùa đang làm chuyện tào lao quý vị? Thật ra đối với mình trong cái ngày 11 tây tháng 5 mình đi kể event ở New York như vậy Mình về mình cảm thấy rất là vui Tại mình cảm thấy rằng hiện tại là cái dòng lịch sử nó đang xảy ra tại vì những cái gì đang xảy ra hiện tại nó sẽ trở thành lịch sử trong thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm sau đúng không ạ? Thì hiện tại ít nhất là mình đóng góp một bàn tay, mình là một người sống ở trong cái thời gian lịch sử và mình đang làm một cái gì đó trong một cái sự đổi mới trong đất nước Việt Nam. Tại vì trước hay sau những cái chế độ cộng sản nó cũng cũng phải không còn thôi, nó cũng phải sụp đổ và nó phải thay đổi thành một cái Um, thể chế là tự do và minh dân chủ Tại vì bây giờ nó là cái thời đại như vậy Nó bây giờ không phải là cái thời đại của độc tài nữa Thì trước hay sau gì Cái chuyện mà đất nước Việt Nam thay đổi Là cũng sẽ xảy ra Nhưng mình rất vui là mình đang đóng góp một bàn tay đó Thì bây giờ biết tin chắc rằng Là có những người ở cộng đồng hải ngoại Hiện tại cũng bằng cách này hay cách khác Cũng đang đóng góp một bàn tay Thì đó là cái điều đó tuyệt vời High five Và <laughs> thưa quý vị Đây là dân biểu Lô Korea. Người này thuộc về đảng Dân Chủ và đại diện cho khu vực 46 ở tiểu bang California và ông cho biết trong một tuyên bố rằng chính phủ Việt Nam cần phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ảnh hưởng đến các cử tri của tôi và gia đình họ ở Việt Nam hàng ngày. Tôi rất vinh dự được hỗ trợ đạo luật nhân quyền Việt Nam thúc đẩy chính phủ Việt Nam mở rộng và bảo vệ các quyền tự do dân sự, nhân quyền và quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đạo luật nhân quyền Việt Nam lưỡng đảng của chúng tôi sẽ giúp cung cấp cho người dân Việt Nam những công cụ và thông tin họ cần để đấu tranh cho sự thay đổi từ bên trong và nó sẽ buộc chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo. Đó là một dự luật vừa mang lại lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ và vừa cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Rồi thưa quý vị, và bây giờ là câu phát biểu của ông dân biểu Chris Smith. Ông nói rằng, chính quyền Cộng sản Việt Nam không tôn trọng quyền tự do báo chí, tự do Internet hay các liên đoàn lao động độc lập. Dân biểu Chris Smith của đảng Cộng hòa đại diện cho khu vực số 4 bang New Jersey nói, chính phủ đã thất bại trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi nạn buôn người và việc đàn áp tôn giáo của họ, bao gồm cả giáo hội công giáo, đặc biệt là trở nên tồi tại hơn trong năm qua, khiến cho Bộ Ngoại giao phải đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt SWL, và ủy ban hoa kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã liệt việt nam vào diện một quốc gia cần quan tâm đặc biệt cpc và thưa quý vị khi mà phát biểu ngay tại event nhân ngày nhân quyền việt nam à, tại à, phòng họp ở building caucus à, thì bà dân biểu michelle Steele bà có chia sẻ rằng Bà kỳ vọng rằng dự luật nhân quyền lưỡng đảng mà bà đang nỗ lực vận động sẽ giúp cho người dân có quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình mà không sợ chính quyền trừng phạt. Bên cạnh đó là quyền tự do tôn giáo, quyền tín ngưỡng và quyền căn bản được quốc tế công nhận. Thưa quý vị, dự luật HR 3172 này đồng thời còn hối thúc hành pháp của Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp trừng phạt chính đã được quy định trong đạo luật Minsky toàn cầu và đạo luật tự do tôn giáo quốc tế, bao gồm từ chối, cấp thị thực và trừng phạt tài chính đối với các quan chức Việt Nam vi phạm. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam hiện tại chưa có phản hồi gì. Và theo quý vị biết, thường thường trong những cái event như thế này thì... Uh, những người làm về truyền thông đó người ta ưa mời những người trong ban tổ chức ra phỏng vấn thì Uh, một trong những người mà ông có chia sẻ cho quý vị đó là à, tiến sĩ Phan Thông Hưng là một trong người đại diện cho phát ngôn uh, trong ban tổ chức uh, về ngày nhân quyền này thì ông có chia sẻ rằng Dự luật 3172 được giới thiệu bởi 4 nhân biểu trong nhóm Việt Nam Caucus là một điều rất vui cho tất cả nhóm Ngày Nhân quyền Việt Nam và các tổ chức khác đã đồng hành với chúng tôi. Đây là một chương mới để bắt đầu một hành trình và chúng tôi có thể sẽ vận động bên Thượng viện để có một dự luật tương tự. Khi dự luật này thành luật thì những chuyện như các quan chức Việt Nam có hành động đàn áp tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đó là một điều răng đe đối với họ và cũng bảo vệ các tù nhân và các nhà hoạt động vì nhân quyền ở Việt Nam. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì một người nữa là ông Nguyễn Bá Tùng là giám đốc điều hành mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại California và ông đưa ra nhận định rằng dự luật được bốn dân biểu cả hai đảng đề xuất tôi thấy đây là một thắng lợi cho những người Việt ở hải ngoại tha thiết với vấn đề nhân quyền trong nước dự luật cho phép chúng ta hài lòng hơn đó là việc kêu gọi hạn chế vấn đề hỗ trợ chi phí nhân đạo cho việt nam tuy nhiên vẫn còn có những lo ngại về cơ hội thành công của dự luật vì nhiệm kỳ của khóa quốc hội này đến cuối năm tới là chấm dứt thời gian ngắn quá và vận động cũng khó khăn thứ đến là tình hình địa chính trị ở việt nam và đông nam á theo đó việt nam xích lại giữa việt nam và hoa kỳ là nhu cầu của Hoa Kỳ bây giờ và cũng cần có một dự luật tương đương ở Thượng viện. Và đó là một số khó khăn ông Nguyễn Bá Tùng đã có chia sẻ về dự luật 3172 này. Quý vị biết đó là khi mà đưa ra một cái nghị quyết thì còn cần phải được thông qua từ Hạ viện cũng như là Thượng viện để mà trở thành một cái luật áp dụng thì hiện tại đây là một cái nghị quyết được đưa ra và sắp tới sẽ có cái việc là bỏ phiếu thông qua hy vọng rằng là cái việc bỏ phiếu thông qua này sẽ thành công nhé rồi đối với quý vị thì quý vị suy nghĩ như thế nào về cái dự luật này quý vị hãy để lại bình luận dưới đây nhé bây giờ thì đại trường xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau bye bye quý vị nhớ giúp mình chia sẻ video nhé xin chào tạm biệt bye love you